Và chúng ta thấy rằng Dota 2 là map thi đấu cũng gọi là đấu skill tầm xa nhiều đấy. Vâng. Và map thi đấu Dota 2 này thì sẽ là thiên đường để cho các opper như là Sai Poison và Sion lên tiếng. Và ở map thi đấu thứ 1 thì Kito đã tỏa sáng với 38 frag rồi. Vậy theo anh nghĩ thì trong cái map thi đấu này, player nào sẽ lên tiếng? Santalet chăng? Và có lẽ để muốn biết điều đó chúng ta phải qua ngay màn hình in-game thôi, giữa thay về phía Complexity cũng như là Big. Và đây rồi, Piston Round, map Big của thay về phía team Big và Complexity, họ sẽ bắn về phía City Side trước trong round thi đấu này. Rush lên cho mình hai quả flash cùng với đó là một kit trên người. Còn các player còn lại chắc chắn sẽ lên cho mình, đó là những cái giáp một rồi. Còn bên kia thì Kito và Tizan là những người lên lượng bom mìn. Và với những quả flash này thì khả năng cao sẽ là những cú flash ra khu vực long để có thể tanh từ A long lên khu vực bom site A. Vâng, bắt đầu ném phát ra rồi vào khu vực A long hoàn toàn clear. Complexity chỉ để một mình, đó là vị trí của Poison bắn ở ô tô thôi. Và sau khi stack B chưa thấy ai và Poison bắt một. Các player của bên phía Complexity đang cố gắng bách về bom site A. Thông tin gọi là có và bắt đầu ném bom clear khu vực xe rồi. Big sau khi dụng mất một người sẽ rất khó để có thể chiến thắng được Piston Round này, mang về vàng cho anh em trên Nemo. Complex họ nhập cuộc ở bất cứ map thi đấu nào ở thời điểm ban đầu rất tốt, nhưng sau đó thì chúng ta thấy rồi những gì họ diễn ra ở map thi đấu Mirage. Vậy bây giờ thì bắn tay to đến Poison, double kill dành cho Poison với khẩu USP trên tay. USP tầm xa là rất tự tin. Bây giờ thì Red cũng có một cái đầu của vị trí Tap Sen rồi, 5 vết tai. Sớm mốc thì chỉ còn lại một quả trên người vị trí của Santaret cũng như là Tizian. Hai quả ném ra nhưng mà làm gì được làm đây, khi đó là triple kill Poison. Vâng, Piston ra bắn tay cực to Poison cho dù vị trí đầu tiên của anh cực kỳ khó, đó là vị trí ô tô. Sau khi giết một đã kịp sủi về và có cho mình thêm đó là hai frag nữa. Và Complexity đã ăn được cái Piston ra đầu tiên rồi. Hơi khó cho Big để làm được gì đó trong round thi đấu này khi họ không đặt được bom và thậm chí là còn không được giết cả ai nữa cơ. Nhưng có vẻ như là bên Big vẫn quyết định là họ sẽ up luôn những khẩu Deagle và Scout trong tay của Sion. Chúng ta đều biết ở map thi đấu thứ nhất các player của Big bắn Deagle tín đến như thế nào rồi. Chiếm map sao? Cơ bản đến từ Complexity mà thôi. Ta ở đây sẽ thấy khả năng bắn Deagle trong tay thêm bên phía team Big. Complexity thế nào đây, nhưng mà họ bắn rất chậm rãi ở đây. Muốn bò lên bom xe với những khẩu súng Deagle, ừ, liệu rằng có làm được hay không đây. Các thêm bên phía team Big ơi, sờ mốc ném ra. Bây giờ thì sẽ bò lên bom xe dần với nhau thôi, nhưng mà cơ hội là hơi thấp nha, khi đang bắn đến 3 bom xe đến từ đỉnh bên phía team Complexity. Vâng, player bắn trực diện lên shot đó sẽ là Blamef. Thậm chí Blamef vẫn còn một quả nade nữa. Nếu như tham minh chuẩn thì quả nade này sẽ là cực kỳ đau. Có vẻ như Blamef vẫn chưa có ý định rút nade ra rồi. Đây rồi, sẽ là tình huống stack nade. Và rất nhiều người đau, Poison bắt được một. Blamef sẽ có vị trí cương đẹp ở đây sau quả smoke này. Poison bắn xuyên smoke trúng đầu ở Top Sen rồi. Cái gì vậy, bắn quá ảo đi, 5v3 lợi thế cực kỳ nhiều cho Complexity. Nhưng bom vẫn sẽ được đặt thành công về vị trí shot thôi. Và các player của Complexity họ sẽ có rất nhiều lợi thế khi Blamef vừa bắt thêm Kito nữa, nhưng Sion đổi mạng cho player cho đồng đội của mình là nhanh. 2v4, Sion đã lên tiếng với double kill rồi. Vẫn còn một người nữa ở CT, Sion ngắm rất kỹ. Nhưng bây giờ Config đang là một người móc máy sau lưng. Sion có triple kill, GKS có một và Config sẽ kết thúc đi round thi đấu thứ hai này, mang về round thắng thứ hai 2-0 cho Complexity thôi. Nhưng mà đó là một chiến thắng 2-0 rất rất vất vả. Suýt chút nữa tôi đã có thể để thua đến từ đội hình bên phía team Complexity rồi. Và với tình huống đặt đồ bom thành công như vậy thì chắc chắn thôi, Big có thể full bài cho mình trong round thi đấu này.
AK luôn hoặc là Galingan. Tôi đã quá quen thuộc với những tình huống các thế bên phía team Big họ ô đi đến chết rồi. Và tôi nghĩ rằng khả năng cao các thế bên phía team Big họ sẽ up thôi. Không việc gì phải sợ cả, đây là map pick của mình cơ mà. Vâng, đây là map pick của các player bên phía Big thì họ hoàn toàn có cơ sở để tin vào. Và có vẻ như Big họ đang muốn chơi an toàn rồi. Đúng rồi. Vâng, không up. Bởi vì có 4 mạng từ round thi đấu trước thì cái lượng kinh tế của Sison anh ta rất giàu nha. Hiện tại thì anh có mỗi khẩu P250 thôi, nhưng mà anh có đến tận 4.000 tiền lận và đang hầu đến 4 người ở trong khu vực tunnel này. Nếu vào B thì sẽ phải hỏi GKS và còn Config trước. Nhưng mà đây sẽ một tình huống GKS rất thoải mái thủ B. Bởi vì có một điều, bên phía Team X họ không có smoke che cửa. Họ sẽ chỉ buff flash và chạy vào với nhau thôi. Nhưng mà Config lại đang mù, Config đang căn thân mình để dàn lên. Nhưng mà trong tình huống đó thì vị trí của GKS đã nằm. Quả lửa lỗi đến từ vị trí không chính xác được, quả lửa đến từ các điểm bên phía Team X thì đúng hơn. Bây giờ Config chỉ đổi được một mạng thôi. Hai khẩu súng to đã được lượm lại thành công đến từ đội bên phía Team Mix rồi. Và bom CB là bom sai rất rất khó cứu ở trong map thiếu đất này. Chưa kể một điều nữa là bên phía Team Config họ lại còn yếu người hơn và quyết định là đi xem súng thôi. Và quyết định xem súng sẽ hợp lý khi mà bom sai B họ thủng quá nhanh. Hai player bắn B không hề có một sự liên kết nào cả. Player đầu tiên thì có một cái chết trắng và player thứ hai cũng chỉ kịp đổi một với khẩu M4 thôi. Quá đáng tiếc khi Complexity họ đã có tình huống hớ hênh và để lại bom sai cho bên phía Big một cách dễ dàng như vậy. Poison bắn yếu được Tizian và thậm chí là Blameb bắt được Sison rồi. Rớt có góc kê trước nhưng là bị bắn vào mồm bởi Santaret. Poison đã có đầu của Tizian nhưng điều đó là không quan trọng khi Big đã có round thắng đầu tiên. Và round thi đấu này dù thế nào đi nữa họ vẫn có thể full buy được. Quan trọng là Complexity họ sẽ phải đối mặt với một round thi đấu yếu tiền. Complex họ biết đối phương là những khẩu súng lục, vậy nên chúng ta thấy vị trí của anh chàng đó là vị trí của Config. Bắn rất xa trong bom sai để hỗ trợ cho người đồng đội của mình JKS nhưng không được. Với một tình huống trả lửa và gần như là đọc bài hoàn toàn luôn. Bây giờ kéo vào ra middle, bắn yếu luôn Poison rồi. Một tình huống sờ cao để muốn đỏ với AWP, không khác gì một tình huống trứng chọi đá cả. Và bây giờ thì Config đang muốn bò lên với khẩu Deagle trên tay. Nhưng nên nhớ một điều là ở đây có 3 player, chính xác hơn là 4 player bên phía Team Big nha. Và trong tình huống này sờ mốc lại, quả smoke này sẽ là một quả smoke để bò ra. Nhưng cái vấn đề là middle đã bị gây áp lực lên. Và ở mid thì chỉ có duy nhất một player mà thôi. Và player đó đang chơi mình một khẩu Deagle. Liệu rằng cơ hội là có hay không đây? JKS phải làm ít nhất là 2 mạng. Không, JKS chết chay rồi. Và có lẽ Config trong bom sai cũng sẽ đi sớm với những người đồng đội. Đây rồi, Config bắn rất ảo. Một tiếng Config có vẻ như đã nhìn thấy Sazet đâu đó sau quả smoke. Vì chúng Config sủi là không kịp nữa khi Sison đã ở đây bắt gọn đi anh chàng. Vị trí này liệu rằng có làm đấy không đây? Một khẩu phá mắt trong tay Blameb. Nhưng Sison... Ôi! Câu này tấu hài à? Lỡ tay à? Map đâu? Lỡ tay rồi. Tự nhiên lại mở lại cơ hội cho Complexity. Và Complexity muốn retake trong tình huống này. Rớt đang lao vào đây. Kito bắt được một. Blameb đổi mạng và hai player trong side B của Big họ phải... họ phải thủ được quả bom này một cách cẩn trọng khi cả hai đều yếu máu rồi. Poison bắn trượt viên Deagle và đang cố gắng kéo vào. Poison bắt được Sizer rồi nhưng mà lại không có kit. Người có kit là Blameb lại ở mid, hơi đáng tiếc một chút cho Complexity trong tình huống này. Blameb trông lại không muốn cứu nhưng mà đồng đội lại làm cường. Đồng đội lại làm đôi hai bộ đội hai team với tấu hai thật. Tao Sen quay anh chém đồng đội và quay anh nhìn khuôn mặt vô số tội đến từ vị trí Tao Sen. Sao lại có tình huống đấy nhở? Hãy cho tôi xem lại xem nào. Làm thế nào? Ôi. À. Tizian nhảy check múa dao. Sao thế nào nữa? Kìa. Ôi. Nhưng mà không sao cả. Vẫn lần một nụ cười luôn hé rồi. Không sao. Cuối cùng thì chúng ta vẫn có mình ra thắng mà bạn bè. Không có gì phải cáu cả, tôi lỡ tay thôi. Và bây giờ thì Poison bắn chết Kito với một pixel cao. Cùng với đó những viên USB được nhồi ra. Và chúng ta thấy rồi đấy, một khẩu AK được cầm về. Nhưng Poison không hề có giáp. Xin lỗi các bạn là Poison có giáp trên người. Và liệu rằng nó có thể là một cơ hội nào đó dành cho bên phía Team Complexity hay không đây? Quả nét này khá là đau dành cho cái tên Tizian. Nhưng mà Tam Sen có đắp một kill và một smoke trong bom sai. Tam Sen phủ và bắn chết đi Poison. Và Tizian hạ cũng được Blameb thành công rồi. Với đó sẽ là 3-2 dành cho đội bên phía Team Big. Một tiếng bắn quá ảo đến từ vị trí của Tam Sen đi.
Ngớ tưởng là Complex City họ đã có lợi thế hơn người từ sớm thì họ sẽ làm được điều gì đó. Và Config đã bắn ở mồm Tizian. Nhưng mà cơ hội cho Tizian cho Config trong ra thi đấu này là sẽ là bằng không khi anh không hề có giáp. Đối đầu với ba player của bên phía Big thì thực sự sẽ rất khó. Cố gắng xếp cho mình khẩu AK này chẳng. Nhưng mà muốn xếp khẩu AK thì sẽ phải hỏi các player phía bên Big trước nha. Chắc là sẽ xếp được thôi, lượng máu thì nhiều mà. Không có giáp nữa, đối phương cuối cùng thì cũng chạy rồi. Một khẩu AK cho round tiểu full bài tiếp theo đến từ đội hình bên phía team Complex City. Ít nhiều thì nó cũng sẽ là bổ sung thêm hỏa lực dành cho các thành viên phía City side. Nhưng mà Big thì đã vươn lên dẫn trước rồi sau khi để thua 2 round thi đấu trước Complex City. Vâng, 3-2 dành cho Big. Complex City trong round thi đấu vừa rồi họ đã eco và bắt được người từ sớm. Nhưng mà vẫn không thể làm gì hơn khi mà Tapsen đã có tình huống lên tiếng cực kỳ kịp thời. Bắn tay rất to với 3 frag. Đã tay to lại còn rùa. Spam trên 2. Sau đó mù thì tình huống đấy chắc chắn Tapsen trước đó đã nhìn thấy đối phương ở trong bom site rồi. Và đó thì cũng đặt tầm trước đến từ Tapsen chỉ việc nổ súng thôi. Và bây giờ thì sao đây? Complex có cho mình round tiểu full bài. Nhưng đây là một key round dành cho cả team nha. Nếu Complex City đem về cho mình chiến thắng thì cơ hội để có thể vươn lên trước với Big là hoàn toàn có. Còn nếu Complex City mà thua nha, tôi tin rằng bên phía team Big sẽ là những người lên cho mình first 5 round trước. Và bây giờ thì quả nét này rất đúng tam bê nhưng lại không quá đầu. Hai quả nét nhồi ra cùng shot. Các thành viên bên phía team Big vẫn không bỏ ý định đánh lên bom xe từ khu A shot này. Và hãy cùng xem nào, A Long đã giữ được bởi vị trí của anh chàng đó là cái tên Rush. Bây giờ trong bom dài không thể thủ được với chúng đẩy ra với những quả flash quá mù đến từ cái tên Poison. Bắt buộc lùi về thôi, và đây sẽ một lần về cùng shot dành cho đội bên phía team Big. Hãy cùng xem liệu rằng có retake được hay không đây. City Side và bạn giữ được A Long thì hoàn toàn có thể có cơ hội. Nhưng đó là khi City hoặc là A shot đẩy lên có mình mạng cơ. Còn bây giờ thì các thành viên bên phía team Complex đang cực kỳ là bị động. Đợi từ pick up đến từ vị trí của anh chàng đó là Poison nhưng chưa có bất cứ mạng nào cả. Bắt đầu bò lên rồi, không đợi nữa nhưng Poison đã phải làm xong tiếng bắn tốt đến từ Sison. Làm thế nào đây? Rush đang tanh lên một đường thẳng hàng và đó là mạng tiếp theo Poison. Poison có thể có triple kill nhưng mà chưa tìm được vị trí này đâu. Triple kill Poison nhưng trước đó thì Kito cũng đã có mình hai cái đầu rồi. Rất nhanh chóng Big đem về thằng thứ tư dành cho mình và có lẽ sẽ là round thắng thứ 5. Khi Complexity lượng tiền kia bắt buộc sẽ là eco tiếp thôi. Mà ở trong map thi đấu này eco thì tay phải rất rất to đấy. Mà eagle và họ thường này Big tay cũng không nhỏ đâu. Đang đánh giá là tay to hơn so với Complexity cơ. Và Complexity với những khẩu eagle thì cũng không phải là dạng vừa. Họ cũng là một team bắn tay khá to và đã phải sử dụng cho mình quyền tactical timeout rồi. Em nghĩ rằng round thi đấu thứ 5 sẽ đến với Big thôi. Nói về round thi đấu trước thì đánh tổng lực 5 người lên A shot và đã ép cho Complex City họ phải lùi đến về 3 A long. Nhưng mà cái góc bút của Sison đã bắn chết được Oper bên phía Complex City thì thực sự là sẽ rất khó cho Complex City để có thể retake bom site A trong tình huống vừa rồi. Bạn sẽ phải đi một con đường rất rất dài để lên của bom site A, chính xác hơn là A long. Và Sison lại còn có AWP trên tay nữa cơ. Ui nào thử lừa không? Sison trước đó đã bắn chết được một người middle rồi đấy. Và bây giờ ui rồi. Đó là hai viên AWP trượt đến từ Sison. Còn một chút đẩy middle nhưng vấn đề là bom tay B liệu là thủ lấy không đấy. Ui bắn đinh xuyên qua tường đến từ bên phía team Big. Nhưng bây giờ thì Kito bắn vào mồm như Jacket. Sison có double kill. Round thi đấu này chấm hết rồi. 5-2 dành bên phía team Big. Rồi, 5-2, một con số đến rất nhanh, thậm chí là team Big còn chưa kịp đặt cả bom nữa mà. Bên phía Complex City thì với một eco round họ cũng không mặn mà gì cả, chỉ muốn đẩy đi và bắt người thôi. Nhưng hai người đẩy top mid thì đều bị cho Sison bắt lại, thì không cấu được một súng nào của bên phía Big cả. Hơi đáng tiếc một chút. Những ngôi sao xanh, cũng ví như là Juggernaut vậy. Nhưng mà trong trận thi đấu này thì có vẻ như gặp xe tăng Đức thì họ đã chậm lại hơn rất nhiều rồi. Gấu thì vả sao hợp lý, hơi cao nhưng mà chúng ta thấy là họ vả được ở map thi đấu đầu tiên rồi. Ở map thi đấu thứ hai thì họ đang dẫn trước, bắn cực kỳ là ổn định đến từ đội hình bên phía team Big nha. Và khiến cho Complexity đã phải set up cho mình hai orb rồi. Một orb ở khu vực short và một orb ở middle. Quả là rất tốt, đẩy vị trí của Poison về.
Nhưng cái vấn đề là bomb CB mới là nơi thì Vitamix họ đang hướng đến cơ. Flash đã bung lên những quả flash chưa mổ đổ mù thì vị trí của Zeket đã có mạng Kito. Bây giờ đây là một tường thẳng dành cho Conflict. Đó là triple kill Conflict rồi. Cho dù mù trắng xóa nhưng Conflict đang có một pha sấy cực kỳ cảm giác, mang về round thắng thứ 3 cho Complexity. Triple kill là hoàn toàn xứng đáng cho Conflict trong tình huống vừa rồi. Một tình huống kim tâm sấy thẳng vào tunnel, chết được 3 người. Vâng, game sen cực cao. Và 3 năm sẽ dành cho bên phía Complexity thôi. Ta thấy ở ngay một round thiếu full bài, đội hình bên phía team Complexity chấn chỉnh đội hình ngay. Bây giờ thì có dám kéo off ra mid với cả bọn Sison hay không đây? Sison trong năm thi đấu trước cùng với đó là đầu năm nay luôn luôn là mẫu player bắn AWP rất tốt đến từ đội hình bên phía team Big. Nhưng bây giờ JK bắn chết đi Tizian rồi. Và đây, ý đồ vào bom site B từ khu middle đang lộ liễu đến từ đội hình bên phía team Big. Kéo họp ra, ai sẽ người thắng đây? Góc kê rất đẹp đến từ Poison. Nhưng quả flash khiến Poison đã mất đi góc kê đẹp này rồi. Và thay vào đó thì Playmap đang muốn đẩy ra check middle, bắn ra một viên rồi lùi về thôi. Nhưng đó là mạng duy Kito trong bom site B. Vị trí này khó thì JK đang solo bom site B với khẩu AWP. Và nếu JK nằm nhà thì chắc chắn một điều Big sẽ đem về round thắng. Bây giờ thì Zeket bắn mất một mạng, Zeket phải có double kill. Zeket không có double kill ở đây. Ở middle vẫn đang có người biter và Rush lộ tiếng rồi, mà thôi xong rồi, đây sẽ là mạng của Sison. Một mạng tiếp theo cái tên Sison. Double kill là có hay không đây khi shot ra con người? Thấy trọn đầu rồi nhưng bắn lại là trượt đến từ vị trí Sison. Sison vẫn đang muốn đi tìm, thấy rồi, đó là cái double kill. Và middle vẫn còn vị trí Blamehep nữa cơ. Thôi xong, quả flash này bắt buộc là lộ. Và đó là triple kill Sison. Bắn cực bay đến từ upper người Đức bên phía Big. 14 frag sau 9 round thi đấu. Hết Kito thì đến lượt Sison lại là người lên tiếng ạ. Và một tình huống đi biter bằng op nhưng mà đã bắt được cả 3 player bên phía Complexity. Biter op rất ghê. Và 162 ADR rồi. Nhưng bên phía Complexity họ vẫn quyết định sẽ bài cố trong round thi đấu này. Ôi, em nhìn kìa, nhìn Tizian kìa. Số mạng của anh chàng Sison gấp đôi số mạng check của Tizian. Và nếu lấy số mạng của Sison chia cho số mạng của Tizian thì lại bằng không. Hình như Tizian đúng không? Vừa nãy xiên chết đồng đội đấy là trừ 1. Ờ đúng rồi, Tizian có một mạng nhưng mà xiên chết top sen. Thế nên là chuyển thành con số 0. Và bây giờ Tizian chính thức làm đề viên 007. Một 007 xuất hiện nhưng mà đội của anh vẫn dẫn 6-3. Với sự tỏa sáng cá nhân của Sison. Này, đây người ta gọi là dạng háng leo danh. Dạng háng leo rành. Và ZKS đang có một tình huống bước. Ui, đây rồi, đây, Satanet đã bắt lại rồi. Hơi đáng tiếc một chút bóng tài bề, còn đó là một người và Config spam chết được Satanet. Khi hai người spam thì Config spam sau sẽ có rất nhiều lợi thế. Lợi thế bên người đã được cân bằng rồi. 4 đều. Những tình huống mà có smoke của bạn spam thì đương nhiên người spam sau hoặc là địch thôi nhá, đứng sau khoảng không sẽ tưởng tượng được. Nhưng cái vấn đề về Poison bắn trượt off, quá nhiều lỗi đến từ upper bên phía team Complexity. Và khi đó Big đưa ra những cái lệnh trừng phạt cực kỳ khó chịu. Hiện tại bây giờ chỉ có lại 3 player bên phía team Complexity thôi. Middle đang solo thì Config mà nằm nhà. Ôi tôi xong rồi. Nằm là điều chắc chắn rồi. Bắn off trượt. Playmap bắn trượt và bốc chết đi một người. Nhưng cái vấn đề là bom site B không còn ai cả. Complex có 2 người, có cho tiền cũng không thể cứu tình huống này. Lại là bom CB bằng một cách thần kỳ đó. Bom CB vẫn thủng ạ. Rất khó hiểu đến bên phía team Complex. Điều thần kỳ đó chính là khẩu off trong tay của các player bên phía Complexity nha. Player nào cầm ọp là người đó chết. Đầu tiên mở màn bằng JKS kéo ọp ra B chết. Sau đó là Poison hay là Poison đúng không nhỉ? Vâng, Poison kế mid và chết rồi. Đến lượt Config kéo ọp ra mid và cũng chết. Hơi đáng tiếc một chút cho các player bên phía Complexity. Ui giời, không phải là khẩu ọp này là khẩu ọp bị nguyền rồi anh ạ. Cầm vào là chết. Mà Sison cẩn thận, Sison còn vứt ọp vào trong bom sai để khiến cho đối phương không nhặt được. Ở với góc đứng này thì đương nhiên Sison không thể nằm xuống rồi. Vẫn cẩn thận kê lại nếu mà có player bên phía team Complexity tò mò đi nhặt của người AWP. Vâng, và có vẻ như là nếu như em là bên các player của phía Đức của bên phía Big thì em sẽ cho Complexity nhặt khẩu off. Tại vì đều là những khẩu off dính lời nguyền. Và để xem là round thi đấu thứ 11 này thì các khẩu off bên phía Complexity có sửa sai được không. Khi mà hình như là player đó là Rust vẫn xếp được cho mình khẩu off đúng không nhỉ? Vâng, vẫn có off cho Poison.
vẫn rất tin tưởng vì player này đã có 10 frag và 5 hỗ trợ. Đúng, tất cả những gì em Sinh nói đều là đúng. Tin tưởng là một chuyện, tình bạn cũng có, khả năng bắn cũng có. Vấn đề là bên phía Team Big họ đang quá vào tay, bây giờ Sinh sẽ chuẩn bị bắn láo rồi. Kéo vào ra mid đời, không xin flash. Không xin flash và bò với một khẩu AOP. Những JKS bây giờ đang trong quả smoke này. Có vẻ như không biết điều này, đó là một cái đầu dành cho JKS. Và khẩu AOP này liệu rằng có nhặt lại không đây? Không, Kito còn láo hơn. Kito đi theo như lần này đã xin flash đến từ những đồng đội mình rồi. Nhưng có vẻ như bom CB lại là nơi bên phía team Community. Họ sẽ cứ JKS có mình hai cái mặt ở đây. Hai khẩu súng to đã rơi lại bắt buộc phía team Community phải đẩy ra bắn nhau. Nhưng không có mạng triple kill dành cho với JKS rồi. Bỗng dưng mất đi một người và bom thì đã được cầm lại đến từ đội hình bên phía team Big. Bây giờ thì lại là bom CB. Ừ, đừng nói bây giờ bom CB là án tử bên phía team Complexity nha, đánh đâu là thủng đấy. Và bây giờ thì một mạng bên em thành công nhưng Kito bắt chết con Big. Và đó là gặp một kill Kito, lại là bom CB. Nhưng mà lần này thì có hốp hơn một chút, khi đó thì hai bên thai nên cẩn thận nha. Nhưng một run thì không có Kito, và run không thể đấu cường skill được với cả Kito. Triple kill Kito rồi và gần như đầu hốp dành cho Poison tình huống này. Đi vào nữa là sẽ bị nằm nhưng Poison vẩy off là quá tín chỉ. Kito có con Araki ở trong đây, còn mình một quả flash. Kito búp flash ra, bây giờ thì Poison không muốn đó. Kito very big. Quả ra kill dành cho chị Kito, vẫn đem về một round thắng thần kỳ đến từ bên phía team Big. Sau khi Sison đã phải sai lầm khi anh ra mid láo và bị bắt lại thì đến lượt Kito là người lên tiếng. Có vẻ như là đến map thi đấu thứ hai này Kito vẫn chưa hết bay ạ. Hoàn kín, bắn cực tốt. Và khẩu ốp trong tay của các player bên phía Complexity. Em học một lý đúng không? Nó giống như Định Tuật bảo là toàn vật lý đấy. Trình độ bay ở người này nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi. Đấy, chuyển qua vị trí của Sison. Và vừa rồi Sison chết đi thì chuyển lại về Kito. Vẫn là hợp lý thôi. Mặc dù Tizian đang là 1-0-8 nhưng mà các thành viên bên Big họ bày quá. 8 round. Vâng. Ui. Và vừa nói xong thì Kito đã bắn chết được lên rồi. Có vẻ như là Định Luật bảo toàn sự bay vẫn đang ở trên Kito. Phải bao giờ Kito chết thì Sison mới có thể bay được thêm ạ. Bóng sai B, bóng sai A bây giờ thì lại đang không có một ai cả. Có vẻ như là bên phía Big họ đang muốn lên thẳng bóng sai A thôi. Đang retake đến hai người ở khu vực City đó, JKS và Blamef. JKS đã có ốp nhưng liệu có muốn spam cho timing hay không đây? Spam và đã trượt rồi, bóng sai A sẽ hoàn toàn rộng mở cho player Big trong tình huống này. Trời ơi, trông có khác gì đi lùa vịt không? Mà đây rồi, Tizan cuối cùng đã lùa một con vịt sau quả smoke này, đó là con Big. Tiếng spam mà con đường nó chỉ có thế thôi, nhưng mà Tizan vẫn bắn vào mồm được người đối phương ạ. Và Sison kê lại lọt là quá chuẩn chỉ. Ui, Sison vẫn cẩn thận nha, vứt khẩu ọc của mình đi để nhặt đúng đối phương, bất kể đó là khẩu súng gì, để lại đi vứt đi. Và có vẻ như là em nghĩ rằng Sison biết rằng tình huống đó là Poison cầm ọp với cái model góc ngồi như vậy. Nhưng mà JKS có giữ được khẩu ọp này hay không đây? Bắn yếu được tam sen rồi, nhưng đối đầu với ọp thì yếu máu hay không nó cũng không còn quan trọng nữa. Có vẻ như là Big họ muốn tổ quay và bắt nốt hai súng của Complexity rồi khi JKS đã lộ vị trí. Ui, run boot nhưng mà vướng đèn. Hay đấy, tình huống đấy rất hay. Nhưng cái vấn đề đó là vướng một cái đèn. Bây giờ thì JKS vẫn phải chết à. Án tử vẫn thuộc về cái tên JKS mà thôi. Khẩu ọp vẫn rơi. Complexity thực sự đang gặp khó khăn với khẩu ọp trong màn thi đấu đợt 2 này. Quả flash đấy chưa cả nổ. Quả flash đấy ném lên trên trời xong rồi Kito đi theo quả flash đấy luôn ạ. Xử lý thế thôi cũng đến chịu thôi. Nhưng phải nói một tiếng run boot rất nhanh chóng đến từ đội hình bên phía team đó là Big. Có trách thì trách kiến trúc sư của cái mắt giống đợt 2 này. Ai để cái đèn đấy? Người ta run boot đẹp thế rồi. Đã không sao cả. Khu vực tunnel rồi sao không clear nốt cái hầm đấy đi. JKS vẫn phải nằm thôi đúng không em? JKS thì khẩu ọp vẫn là rơi. Complexity vẫn đang gặp khó khăn trên map pick của bên phía Big. 9-3 dành cho Big rồi. Và Complexity một lần nữa họ lại yếu tiền. Ui, nhưng mà cái góc đấy mà run boot được nhá. Thề nó rớt bom CB. Nó gần như là chim bay ra khỏi hầm ấy. Anh thề luôn đấy. Nhanh cực. Nhưng mà đấy là một tình huống mà đã có sự chuẩn bị trước rồi. Mà bây giờ thì sao đây? 9-3 liên tục round thắng dành cho bên phía team Big. Mà nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như Big đang liên tục đem về mình round thắng, 4 round thắng liên tiếp rồi. Và bây giờ thì có thể sẽ là 5 cái Kito làm đôi. Định Luật bảo toàn sư bay vẫn còn đây dành cho đội hình bên phía team Big à. Và bên phía team Complex đi xếp súng luôn. Lại là công cuộc đi lùa. Bên phía team Complexity đi bắt súng nào. Đây bố ơi, mình đi đâu thế?
đến từ chiếc Tap Sen. Đây là Tap Sen nhìn thấy rồi. Blame F tay cũng rất to nha. Cái vấn đề là ở đây có một chiếc Tizian. Đây rồi, một mạng Tizian không có đắp một kill. Tap Sen bắt đi Blame F thành công. Poison chỉ có một khẩu sơ cao. Đây là một khẩu sơ cao. Tha cho anh này đi. Đây là 1800 đô thôi mà, nhưng mà vẫn bắn chết đến từ chiếc Tap Sen. Trời đất ạ, quá là cục xúc đến từ đội phía Team Mix. Những chú gấu không để cho các thành viên bên phía Team Complexity chơi game. Không có một chút nhân từ gì cả, đã bắn vào mặt người ta rồi còn không cho người ta xếp dù chỉ là khẩu sơ cao. 13 dành cho Big rồi, và có vẻ như bóng sai B vẫn đang là một bài toán khó cho các player bên phía Complexity. Làm thế nào để thủ được bóng sai B đây khi Big họ phi như chỗ không người vậy, như một cái chợ. Và hôm nay có vẻ như các thế bên phía Complexity và Big cũng đang rất vội vã để có thể xem trận cầu kích tiền giữa Paris Saint-Germain và Barcelona. Tôi đang nghĩ là một điều như vậy. Bắn kinh khủng quá. Bây giờ thì Poison đổi được một những trong bom ra. Ui dồi, nhanh thế. Ông đi Ferrari à? Ông ghê thật. Phải tầm Lamborghini. Quả flash này chưa nổ nhưng Sanred đã nhìn thấy đối phương trước rồi. Đối phương chỉ chết bởi vì quả flash ném đúng vị trí thôi. Chứ còn chắc chắn tình huống vừa rồi Sanred có mạng, nhưng Rush bắt đi Saison ở khu vực A-Long. Bây giờ thì Conflict có một góc đứng cương skill, nhưng mà AWP trong tay. Sanic có double kill, Tizan bắn chết đi Rush. Triple kill dành cho một chút Tizan rồi. Chính xác là double kill đúng hơn, khi Tap Sen là người có mạng của JKS 4v3, nhưng nó gần như là không còn gì cả. Đến từ bên phía Team Complexity, và đây chúng ta hãy cùng xem từng bắn tay to đến từ Santander đấy không. Santander bắn chết đối phương trước khi một flash nổ, và sau đó thì con đường rất dài và rất xa dành cho Rush ở khu vực A-Long. Đúng có vậy. Quá nhiều bất lợi dành cho đội hình bên phía Team Complexity ở trong map đất 2 này. Thật sự con quái vật Big giấu đất 2 đến tận bây giờ. Bởi vì ngày thi đấu hôm trước và ngày thi đấu hôm trước nữa chúng ta đều không thấy map kiểu đó. Đây em thấy Tap Sen hình như là đã bay cho mình khẩu gây gân. Khẩu gây gân. Ôi! Gây gân trong tay Tap Sen. Vội rồi, vội rồi. Một khẩu, hai khẩu, ba khẩu gây gân và một khẩu ốp. Thì đây sẽ là tactic spam mid. Đúa spam mid cho khi cho chết spam mid. Mà bây giờ chúng ta hãy cùng xem nạn nhân của bên phía Team Big sẽ là ai đây. Complexity. Big gọi tên, Complexity có trả lời hay không? Bắt đầu spam rồi. Bây giờ thì không dám ra mid đồ. Cứ qua được một rồi, qua được hai rồi. An toàn. Thế không là, ai phải nằm xuống cả rồi. Rất vui. Gia Quyến không có điều gì sơ sót trong khi bắn map thiếu đơn 2 đến từ bên phía Team Complexity. Vâng, là thi đấu cuối cùng và các player Big lựa chọn cách đốt tiền bằng cách là ba những khẩu gay gắt ạ. Từ khi khó như Poison đã đẩy được khu vực A-Long nha. Sẽ là lượng thông tin cực kỳ nhiều cho Complexity trong round thi đấu cuối cùng này. Nếu như không có tiếng thì chắc chắn Poison sẽ côn đồng đội của mình bách về khu vực bom sai B đi. Khi bom sai B bây giờ chỉ có đó một mình Conflict thôi. Một mình Conflict với khẩu P250 thì à không, đó là khẩu 57 thì một mình chống Mafia thế nào đây. Poison đẩy lên bắt chết được Saison rồi. Lượng thông tin là có GKS đang muốn về hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Bắt đầu tanh vào bom sai B. Tizian có 1, Tizian không có 2. GKS đổi mạng nhưng mà Tap Sen cũng đã bắt được GKS rồi. 3v3, cơ hội chia đều cho cả hai team, nhưng Big chắc chắn họ sẽ đặt thành công ở bom này. Santaret, ôi và trong tiếng này Santaret bắt chết team Blame F ạ. Lại là khó rồi, nhưng gây gắt trong tay vị trí Poison. Đó là khẩu gây gắt được ném lại ở nhà. Và có vẻ như nếu để thua trong round thiếu này, các team bên phía Team Big họ sẽ hối hận bởi vì đưa cho Poison một khẩu gây gắt. Khẩu súng rất khỏe. Và Poison kết thúc Kito, và đó là thứ tư thật sự dành cho Complexity ạ. Nếu không có một tình huống bay gây gắt ở nhà thì chắc chắn rồi, round thi đấu này chưa chắc bên phía Team Big có thể để thua nha. Nhưng dẫu sao thì họ cũng rất khá sâu ở trong round này, cũng sẽ chờ đợi ít phút để đến một thiếu second half thôi. Yeah, so I'm struggling to find my form, I think, just because
I was in the same team for so long, and I joined a new team. This new team has so many different dynamics and like things that I wasn't really aware of when I was in my old team, and I was super comfortable in my old team. So when you join a new team like this, it's kind of hard to get into that comfort zone. And I think recently I haven't really been focusing on my own form. I've been focusing on like the team and like how we should be playing rounds, like where I need to like give myself up for other players and stuff on the team, and just like little areas like that where I didn't really have to think on in my old team. So it's definitely like a different learning experience for me, but recently I think I've been playing better and we've actually been having better results. So it's nice to know that I can sacrifice myself as a player and just like have better results as a team where I don't really need to focus on my own individual form. But hopefully just over the next few events it gets better, and yeah, it's been looking like it's going up, so we'll just keep going from here. This is the moment to go, this is the moment to shine, this is the moment to show, show me the rocks you can climb, this is the moment to feel the path like you legally blind. I can promise this is ours, cause we built for this, kill for this, pushing buttons do us quick, push it off a new assist, oh yeah, I think we new to this, pound for pound, break it down, watch what we gon' do with this, teamwork got us fluid with, make y'all look like sewages. Gave it everything when we had nothing. Gave it everything when we had nothing. Holding on by a thread, couldn't grab nothing. Seems we moved on to a better place. Shine, shine away, away from the shade. But not over yet, ain't no going back. Vâng, và chúng ta sẽ đến ngay với cái second half của các thành viên bên phía team Big cũng như là Complex thôi. Và Complex còn đường rất dài của họ để có thể comeback trước các thành viên bên phía team Big ở trong map Dust 2 này. 7 round thi đấu. Và đầu tiên, trước mắt phải thắng được round thiếu Piston đã, Complex ơi. Và nếu để Big thắng Piston thì tôi không biết rằng có cửa nào dành cho Complex ở trong map Dust 2 nữa đâu. Vâng, và có vẻ như Piston round thứ hai này nhìn hơi giống Piston round thứ nhất khi cũng là đánh ấy lo Complex. Headshot qua tường chết được Tamsen. Saison ở đây chỉ là đổi một thôi, 4v3-0. Đó, Saison kịp bắn chết thêm một người nữa. Và Poison giết được một, 4v2. Hơi khó cho Complexity trong tình huống này rồi. À không, đó hơi khó cho Big, xin lỗi các bạn. Thậm chí là Conflict ở đây có thể bắn chết Tizian nha. Giết được Tizian, Kito không kịp đổi mạng cho người đồng đội của mình. Đổi mạng quá muộn, 1v3 là hơi khó cho Kito rồi. Thậm chí anh còn không có kit nữa. 1v3 không biết vị trí của player nào cả, sẽ cực kỳ khó. Và bây giờ sẽ là King Wu double pick, và đó là cái đầu dành cho Poison. Double kill cho Poison và triple kill cho Conflict. Và có vẻ như Complexity không giống như Big. Complex họ đã làm được cái bài đánh khung A-Long ở round thì Piston với hai quả smoke chain City, cùng với đó rất nhiều flash được búp ra. Còn các thành viên bên phía team Big thì họ lại để thua ở Piston round ở lượt thi đấu first half, đó là để cho các thành viên phía team Complex họ bắn vào mặt. Nhưng mới chỉ là một round thi đấu thôi, chưa thể nói trước bất cứ điều gì cả khi Big vẫn còn đó 6 round thiếu cách biệt nữa cơ. 6 round thiếu cách biệt nó đồng nghĩa với đâu đó trên 2 round thiếu full buy đến từ bên phía team Big. Và khi đó mới thật sự là cơn ác mộng dành cho đội hình bên phía team Complexity khi đây là map pick của họ. Vâng, khi mà Big full bài thì thực sự là cái cơ hội dành cho Complexity nó sẽ bị giảm đi. Em nghĩ rằng ít nhất nó phải là một nửa. Đúng rồi, mà chưa kể một điều là Big đang có mình khẩu súng Deagle và khả năng bắn tay to đến từ Big là không phải bàn. Và trong tình huống này thì ui, Kito sẽ là người được boot lên. Mà Kito chưa thấy ai cả, Kito thấy người đó từ vòng vòng đến từ Kito.
Viên đầu tiên thì có thể trượt nhưng viên thứ hai lại là vào mồm ạ. Phải trách vị trí của dây ghét quá đen. Kito không thể nằm xuống được trong tình huống này. Và lại là bút nhau lên tình huống này ạ. Vẫn đang muốn bắn láo đến từ vị trí của anh chàng Tam Sen và Kito. Chỉ đơn giản là thay ca thôi. Có quá nhiều info. Họ biết rằng đối phương sẽ ra mid. Bây giờ Tam Sen đẩy qua smoke luôn. Khả năng cao Tam Sen sẽ móc được ít nhất một player bên phía team Complexity. Nhưng mà sao sẽ bắn vào một con pick thành công. Đây rồi, móc thành công. Đâm một kill của Tam Sen. Và đừng nói với tôi bên phía team Complexity để thua không. Không phải nói với tôi đâu. Mà đến tất cả chúng ta nhìn thấy trong tình huống này, chắc chắn bên phía team Big sẽ đem về rào thắng này. Trời đất ạ, các bạn có biết một điều quan trọng hơn là gì không? Đó là thua ở second round. Thua ở second round mà bạn thắng ở Piston nhá, nó gần như nó còn khó, khổ sở hơn nhiều khi mà bạn để thua Piston round. Thật sự là như vậy. Thua ở đây thì bạn phải eco thêm 2 round thi đấu nữa. Và tính thêm cả round thi đấu này thì nó sẽ là cộng 3 round thắng dành cho bên phía team Big. 3 round thi đấu cộng vào, đến đứa trẻ con cũng biết rằng bên phía team Big chỉ còn cách cái match point là một round thiếu duy nhất thôi. Quá tai hại tình vừa rồi, thật sự là như vậy. Họ lại chọn khu vực middle, nơi mà có Tap Sen và Kito chấn giữ ở short. Một quyết định sai lầm. Và với cái sai lầm đó thì khả năng cao họ sẽ giá cực kỳ đắt. Và thêm một điều nữa, có thể luôn là có thể kết thúc luôn hai map thi đấu đến từ cơ thể bên phía team Big nha. Vâng, và cái giá đắt nhất họ có phải họ sẽ phải trả đấy là việc thua luôn cái trận thi đấu này. Tình huống mà Kito và Tap Sen có pha phối hợp ở khu vực A shot cực kỳ hay, đổi ca cho nhau và có cực kỳ nhiều thông tin cho đồng đội của mình thôi. Đúng rồi. Và Complexity họ quyết định là họ sẽ up luôn trong thi đấu này ạ. Kito đã có một tình huống đẩy cực kỳ mát máy ở đây. Liệu player Playmap có biết gì hay không đây? Sison đang có góc kê Tommy cho người đồng đội của mình. Sison thấy một rồi. Và Playmap sẽ đối đầu với Kito. Trong tay Kito chỉ là Digo rồi. Playmap muốn check góc. Playmap đã check hết góc rồi. Tôi tưởng không check giữa cơ. Nhưng mà Tizian bắt đi thì config thành công. Đưa tình huống về là 4v4. Heroic đến từ chính Playmap. Playmap bắt buộc phải sống để có thể bắn nhau. Ui, nhưng mà Playmap không được bắn nhau khi mà gặp ngay hacker người Trung Hoa đến từ nước Đức, đó là Sison. Một tiếng bắn scout xuyên qua mồm lại không thành công. Và đây sẽ một tiếng chim. Chim hay không đây? Tap Sen trước đó đã bị đồng đội chim, nhưng bây giờ Tap Sen sẽ đi chim lại đối phương. Và đây là tiếng không thể chim được, khi đó tiếng quay lại check góc đến từ Rush. Mất đi cho mình hai người rất sớm rồi. AK được nhặt lại đến từ JKS. Nhưng Santet đẩy chống bom sai B rồi. Và khả năng Santet sẽ có mình ít nhất một mạng Santet. Double kill là có dành cho Santet luôn. Một tiếng lấy xấy rất low skill đến từ chữ JKS thôi. Và hóa ra cuối cùng cũng chỉ là ship AK dành cho Santaret. Vâng, ship AK cho Santaret thì thực sự round này cơ hội của Complexity để lên được con số 6 cho thi đấu 19 gần như bằng không khi họ cũng thiếu tiền. Sẽ phải eco nếu như không muốn Big lên được match point luôn. Có vẻ là hơi đen cho Complexity nhở. Cái timing của các player Big nó thực sự là rất là ảo. Đúng rồi. Sen đến Santaret. Kể cả tình huống đầu tiên mà Kito đẩy nữa nhá. Nếu mà tình huống đó không cẩn thận thì tôi chắc chắn một điều Kito sẽ có mạng rồi. Kito đẩy mid như trốn không người luôn. Bình thường chúng ta thấy là một đây lại đẩy mid rồi. Nhưng mà lần này dây két nhá, dây két check góc không tự tin hơn đến từ Kito, biết rằng đối phương eco. Đó một tiếng có mạng dễ dàng và Sison lại bắn xuyên cửa chết đối phương ạ. À, tha cho người ta đi xem nào. Kito bây giờ rút cả lục ra, triple kill, quara kill dành cho Kito. Quara kill. Định luật bảo toàn sự bay vẫn còn đó. Và thậm chí là cả Sison và Kito, cả hai người trong hai ra thi đấu vừa rồi lên tiếng cực kỳ nhiều. Sison làm với khẩu scout thì làm bố ở mid. Chính xác rồi. Và theo những gì Vale nói thì map thiếu Dota 2 là map thiếu nhiều hacker nhất. Và nếu anh em nào không biết là có một số bản hack ở trên mạng thì nó sẽ cho anh em free hack ở map thiếu đất 2. Còn muốn hack tiếp tục và thêm nhiều tính năng hơn thì anh em phải mua ở map khác. Ừ, em chưa biết điều đấy à? Đất 2 là map thi đấu nhiều hack nhất và bây giờ chúng ta đang thấy luôn hack này. Đây, hack đến từ Tap Sen, hack đến từ Sison. Và vừa rồi là một thứ double kill dành cho Tap Sen. Rất dễ dàng thôi. Đối phương yếu bom mìn và quả nết này sẽ là đầu dành cho JKS. Thậm chí là Tap Sen spam smoke như hack bắn yếu được vị trí poison nữa. Kito bắt được con pick ở khu vực middle. 4v2 quá nhiều lợi thế để pick có thể chạm bad boy khi Kito bắn chết được poison nữa. Một mình GKS với một nửa máu thì có làm được điều gì hay không đây? Buff flash và có vẻ Kito muốn đi lùa vịt luôn rồi. GKS bắt được Kito. 1v3 có bom còn smoke và lửa. Nhưng Santaret đang muốn đi đẩy map và chiếm cho mình những vị trí đẹp rồi.
Rất khó để GKS có thể clutch 1 vs 3 trong tình huống này. Nếu GKS clutch được, tôi xin phép GA một thẻ điện thoại 50 bất kỳ. Có vẻ như GKS có thể xếp xuống tôi, chứ còn clutch thì là còn nó gọi là no hope dành cho GKS thật sự. Khi mà hầm B cũng đã đẩy, bom sao vẫn đã chắc chắn, middle vẫn đang có người kê lại. Với một khẩu ARP trong tay của Sison, ui đi lên short thì thôi. Á tử dành cho vị trí của GKS rồi. Một tiếng bắn tay to đến từ JKS, nhưng bây giờ bom ra vẫn còn người nha. Và có vẻ với cái tình huống này thì JKS sẽ đợi chờ để cho người từ tận nơi đi ra. Nhưng Santaret não to thì không phải bàn, không đi ra thì huống này hầu lại thôi, biết rằng phải pick được người thì mới có cơ hội dành cho JKS. Không ai ra cả thì cơ hội dành cho JKS lại càng bé hơn. Và bây giờ tôi nghĩ rằng JKS hết rồi. Bom ra trốn kỹ này, thời gian vào bom chỉ có thể đặt bom thôi. Và nếu không đặt bom thì vẫn thua, mà đặt bom thì đối phương bắn chết. Chim, tao xem, tao xem, tao xem, có chim được không đây? Tao xem, lại không chim được rồi. Rất cố gắng để đưa về một tình huống cộng 1.500 đô, nhưng mà lại không được, cái đối phương luôn luôn là một tình huống quay lại check rất cẩn thận, nhưng không sao. Tao xem đã cười rất khoái chí rồi, để cho đối phương cứu 10 cái match boy. Tap Sen sau khi bị đồng đội chim ở đầu map thi đấu thì có vẻ như là anh đang rất thèm vì được đi chim người khác rồi. Đúng rồi. Hơi đáng tiếc một chút là hai lần là chim trượt. Hai lần là đối phương nó lại quay ra và hơi giật mình. Khoái chí. Khoái chí thật đấy. Trông con bạn Tap Sen kìa. Ui, chưa bao giờ đã có đáp lễ khi bắn yếu được Sison cùng một đó là Santaret. 10 map point phải cứu vào Complexity, họ cần phải nhanh hơn. Lượng bom mìn là có cho Complexity để có thể set up vào một bom site nào đấy. Nhưng nếu vào bom site A sẽ phải đối đầu với cả Tizian, cùng với đó là Sison thì sẽ rất là khó nha. Khẩu op kê trực diện A-Long này thì cho dù Sison yếu máu thì cũng không quan trọng nữa. Tizian, Tizian có một góc ngồi này đã lộ vị trí rồi. Tizian có bị chết hay không đây? Cố gắng cover cho người đồng đội của mình. Và Tizian thậm chí còn chưa nằm xuống thì Complexity, tôi nghĩ rằng quay đầu bỏ A-Long sẽ là quyết định hợp lý. Thậm chí là GKS bò được lên A-Shot rồi. Lượng thông tin sẽ có cho Complexity nha. Có vẻ là đảo ngói rồi. Chuyển từ Long ra Shot. Tap Sen, anh ta không còn một lượng bom mìn nào cả. Nếu bây giờ có một quả nết thì đó sẽ là một quả nết chất lượng về A-Shot đấy chứ. Nhưng mà quay trở về thôi, Tap Sen sẽ là một tiếng bắn cương skill với các thành viên bên phía team Complexity trong bom sai. Sớm bóc được ném ra và có thể nhảy xuống City ra, nhưng có vẻ bên phía team có một sự chọn là không. Nhưng Sison ở đây đã có anh mạng tiếp theo. Không được rồi, khi một tình huống này Tap Sen lại là người chết treo. Trước đó thì con phát hạng của Sison bắn sờ cao là trượt, nhưng viên tiếp theo lại là trúng. Tizan nằm xuống thôi, và lần này Santana Kito. Đây không phải là bom sai B, và bộ đội này thì cũng không ngần ngại gì cả. Cái lượng tiền trên người thêm bên phía team Big La rất nhiều, và với cái lượng tiền này họ có thể thoải mái đi cứu bom cũng được. Còn nếu Complexity nha, mất cho mình thêm ít nhất là hai khẩu súng nữa, kể cả vẫn đem về một round thắng, thì tôi tin chắc một điều là round tiếp sau họ vẫn rơi vào thế yếu tiền. Và bây giờ nhìn mà xem, bên phép yếu máu rồi, bên phép không sủi nhanh thì khả năng cao sẽ chết lại ở khu A long. Bây giờ thì Santaret đang có tiếng muốn giạt ra kê lại City, nhưng mà đối phương đã chạy đi hết rồi, và nó sẽ ở round thứ 6 dành cho Complexity. Họ sẽ cứu thêm 9 cái match point nữa. Vâng, 9 cái match point cho Complexity ở map thi đấu đơn 2. Map pick của Big thì thực sự là cái khả năng xảy ra nó sẽ rất là thấp. Nó con số đấy nó sẽ, em nghĩ nó rơi vào tầm khoảng 1-2%. Là đó phải là có thêm một yếu tố nữa, đó là Big họ chơi buông thả quá. Họ để mất quá nhiều cơ hội để có thể kết thúc cái map thi đấu này, cũng như là cái cả cái trận thi đấu này luôn. Và 6-15 cho Complexity. Một round thi đấu Big họ với việc xếp được 2 súng và lượng kinh tế cũng khá là dồi dào. Sau khi ăn được second round thì họ vẫn sẽ full buy được thôi. Quyết định phi long láo rồi, và Tizian, Tizian lại chết chay trong round đấu này rồi. Play map với góc ngồi tốt hơn đã bắn được chết Tizian. Vẫn còn một người nữa ở xe, đó là Sison với khẩu ốp. Thì Sison sẽ đổi được mấy đây? Hơi khó cho Sison nha. Đang hầu đến 4 người, và thậm chí là Poison bắn chết được Tap Sen ở khu vực middle rồi. 5-3. Có vẻ như Complexity họ rất có khả năng sẽ cứu được thêm một cái map point nữa. Đúng như vậy. Bây giờ thì làm thế nào đây, khi mà Sison, Santaret chỉ đánh 3 player, đó thì Sison chỉ đổi được một mạng thôi. Đối phương tràn quá đông ra khu A-Log, và bây giờ spam theo thăm mình. Santaret chửi nằm xuống, nhưng cơ hội chắc chắn đã không còn dành cho đội hình bên phía team Big rồi.
bắt buộc là phải lùi mà thôi. Chúng ta thấy rằng Complexity cứu thêm một cái Matchpoint nữa, nhưng con đường của họ vẫn là rất dài. Map thi đấu ở đây, Big gần như vẫn đang nắm quyền kiểm soát, và trong những round thi đấu sau tôi nghĩ rằng Big sẽ có những cái chấn chỉnh nhất định dành cho những player của mình, và khi đó thì Complexity không tràn được A-Long dễ dàng như bây giờ đâu. Vâng, và một map point nữa cho Complexity đã được cứu lại. Với việc xếp được hai khẩu súng này thì em nghĩ rằng ra thi đấu sau, Big nếu như họ có ý đồ muốn force buy thì vẫn có thể làm được nha. Santa Red sẽ drop được cho mình một khẩu M4. Sison thì có thể lên khẩu M4 với giáp 1, chỉ là hơi yếu bom một chút thôi. Nhưng nếu như là Big họ muốn bắn tay to thì đó cũng sẽ là một giải pháp có thể cân nhắc. Nhưng trước mắt thì đó là round thắng thứ 7 dành cho Complexity. Bây giờ thì cứu tiếp được hay không đây? Các thành viên bên phía team Complexity có cho mình 7 round thắng rồi, cứu 8 cái match point trước Big. Big round thi đấu này xét về mặt hỏa lực chỉ là half buy mà thôi, khi Sison và Sanzet là người xếp được lại những khẩu súng này ở trong round thi đấu trước. Chính xác hơn đó là Kito xếp được khẩu ốp và drop cho Sison. Cực kỳ tin tưởng player đã có 20 frag này và có vẻ như vẫn muốn ra A-Long đến từ vị trí của Complexity. Chỉ tạo áp lực ở B rồi và đã kéo đến được 3 player của Big rồi. Thậm chí đó là kéo được cả khẩu AK trong tay của Santa Red nữa cơ. Đảo ngói về A sẽ là hợp lý hơn rất nhiều khi bây giờ bom sai A đã chống hai player của Big đang muốn đẩy lên khu vực top mid này. Và có vẻ là GKS và Blamef sẽ gặp nguy hiểm. Blamef cần có tình huống check cẩn thận. Và bây giờ Blamef bắt được một, liệu biết được một người nữa ở khu vực siêu sai chưa? GKS sẽ là người gặp nguy hiểm nha. Tapsen đang muốn trả thù cho người đồng đội của mình vào đây rồi. Và có vẻ là Tapsen vẫn không muốn chim nữa. Hết thèm cẩn rồi. Cẩn thận thôi. Bắt được khẩu sau thì hai khẩu đó đến từ bên phía team Big. Nhưng vừa rồi thì Rush bắn tiên tưởng, nhưng lần này thì spam là tốt đến từ Santaret rồi. Bóc lòng hợp tham mình thôi. Tamsen có double kill. Blamef đổi được một mạng, Blamef đổi được hai, đưa tình huống về là hai vết thai. Blamef đã làm đến 3 mạng rồi. Bom đã được thành công đến từ bên phía team Complexity. Và bây giờ thì sao đây? Match point tiếp theo liệu rằng có cứu được không? Nhưng mà Santaret bắn thẳng vào một vị trí config rồi. Và trước đó thì Blamef đã lộ vị trí một quả smoke che đi, gần như là dấu chấm hết dành cho Blamef. Tôi tin chắc một điều như vậy. Đối phương có cả kit, đối phương có cả một quả lửa, và đó Tamsen kết thúc bảo Blamef đem về map thi đấu thứ hai dành cho đội hình các thành viên bên phía team Big. Một trận thi đấu phải nói là họ bắn quá bay, đến từ vị trí Sison, đến từ vị trí Kito. Đây là một ngày thi đấu mà Big đã sửa sai lầm hết rất nhiều. Trước đó họ gặp OG, trước đó họ gặp Heroic, nhưng mà gặp với Complexity thì họ bắn luôn cho hai không. Vâng, chúng ta sẽ có trận thi đấu Big hôm nay. Big họ thi đấu quá là xuất sắc đi. Kito, Sison, Tapsen, Santaret cũng vậy. Và ở bên kia thì có lẽ Complexity có một ngày thi đấu không được mấy tốt đẹp cho lắm, với trận thua 2-0 trước các thành viên bên phía team Big. Và có lẽ phiên cát của mình cũng như là Carter Sintosic cũng sẽ đến đây thôi. Và xin hẹn gặp lại anh em ở trên kênh sóng 500 Road của Nemo ở trọng phiên cát tiếp theo trong giải đấu ESL Pro League Season 13. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.